Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Storm Winterquad của mình. Phiên live mình sẽ lên giao lưu với anh em. Đó là một cặp đồng hồ Sun Quân 5DX. Trước bên tay trái mình là bọc vàng toàn thân. Đáy của nó thì là đáy thép. Trước này thì máy của nó là máy cơ automatic 27G. Còn chiếc thép bên tay phải của mình đây thì nó là dòng DX 25G. Cả hai chiếc này thì đều ở trong tình trạng zin nguyên bản toàn bộ cả dây khóa luôn. Rất là đẹp. Đầu tiên thì mình sẽ lên giao lưu với anh em là chiếc màu vàng này. Như anh em chơi quen cái dòng DX thì thấy những chiếc đồng hồ DX này, cái form của nó tương đối cứng, khá là đẹp khi lên tay. Chiếc này thì mặt đeo của nó là mặt đeo màu trắng sữa chảy tia từ tâm. Mặt đeo của nó thì ở vị trí góc ở giữa 8 giờ và 9 giờ, và ở cái vị trí góc 3 giờ này thì nó có lên dầu nhẹ một chút, tuy nhiên là nó không đáng kể. Qua mấy chục năm thời gian rồi thì có nhiều chiếc đồng hồ nó cũng sẽ lên một chút dấu vết thời gian. Anh em nào chơi cái dòng vintage thì những cái điểm này nó cũng không đáng ngại lắm. Chiếc này thì nó có cái xe mặt là 37mm, kim và các cọc số của nó thì là màu vàng nổi khối. Có hai ô lịch thứ và ngày ở vị trí góc 3 giờ. Lịch của nó thì lịch ngày của nó thì là anh em sẽ bấm vào bấm cái núm vào nhé. Thì lịch ngày thì nó sẽ nhảy, còn cái lịch thứ thì anh em sẽ chỉnh 92. Bọc vàng toàn thân, dây khóa nguyên zin rất là đẹp, búp khóa của nó cũng chuyện Sun Quân 5. Đáy của nó thì là đáy thép. Năm 139 tháng 7/2020. Những chiếc dòng DX này thì anh em gắn dây zin của nó hoặc là anh em lên cho nó cái bộ dây da thì nó cũng khá là đẹp. Lớp vàng của nó còn khá là đẹp anh em nhé. Chiếc màu vàng này thì mình sẽ xin phép giao lưu anh em với giá là 2,2 triệu nguyên zin nguyên bản. Tiếp theo giao lưu với anh em đó là chiếc Sun Quân 5DX bản thép. Chiếc này thì nó cũng có cái xe mặt là 37mm, mặt đeo màu trắng sữa chảy tia từ tâm, kim và các cọc số của nó là màu trắng nổi khối, bắt sáng rất là mạnh. Phía dưới là logo Senko và logo số 5, bên trên cọc 6 giờ là logo DX và 25G Well, hoa thị của Suwai. Những chiếc này thì bản thân của nó là bằng thép đúc, cho nên là thép trắng không gì, cho nên là anh em chơi thì nó sẽ được bền hơn so với lại những chiếc màu vàng, bọc vàng. Chiếc này thì dây khóa của nó cũng là dây khóa nguyên zin luôn anh em nhé, búp khóa Sun Quân 5. Đáy của nó thì cũng là đáy thép, đáy xoáy, rất là đẹp, dây khóa nguyên zin. Chiếc này thì chức năng lịch của nó thì nó cũng giống như chiếc màu vàng thôi, anh em bấm lịch thì anh em bấm vào cái núm này. Đó. Bấm vào thì lịch ngày nó sẽ nhảy, lịch thứ thì chỉnh 92 giờ hoặc 82 giờ. Chiếc thép này trong tình trạng nó còn khá là đẹp. Chiếc này thì mình cũng xin giao lưu với anh em với giá là 2 triệu. Chiếc màu vàng này là 2 triệu 2, chiếc màu trắng này là 2 triệu. Anh em là quan tâm đến chiếc nào thì hãy vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là số Zalo của mình. Anh em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Để ủng hộ mình thì anh em nhớ ấn vào nút đăng ký màu đỏ, ấn vào nút rung chuông và ấn vào nút chuông thông báo tất cả để có thể nhận được những clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau.